Chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ mua con ngựa phi dân thối phiến kháng cảm 1 nha mọi người. Và anh em cùng chờ đợi xem Khải giao dịch con ngựa nha. Đem xem thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Lần này thì anh em thấy không, vừa mua được ạc xong rồi đẩy mạnh cấp đầu tư các kiểu rồi. Bây giờ là quốc thêm một con ngựa nha anh em. Ngựa thì nói chung giá nó ok thôi. Hồi trước anh em cũng biết là Khải bán một con 5 triệu rồi. Lần này thì Khải mua lại giá khá là rẻ thôi, mua để trải nghiệm để chơi cho anh em xem cho vui nè. Con ngựa phi dân kháng cảm 1 nha anh em, đợi tới người ta đang qua nè mày. Mày mua ngựa 1 triệu quá hợp lý, quá ngon quá rồi. Tính ra 16 kim nè, tính ra 16 kim quá đẹp. Quá chắc luôn. Đó, quá chắc chưa? Để Khải ban tiền người ta ra nè. Rồi ok anh em ơi, chiến tiên rồi nha. Ngon lạnh cả đảo liền anh em. Còn một con tối phiến 1% nữa. Anh em nào xúc hỏi dùm cho. Này, rồi ok. Con kia quá đẹp luôn em ơi. Trời ơi đợ. Nói chung là hồi trước anh em cũng biết rồi, Khải cũng có bán là một con Chador 5 triệu anh em. Khải cũng bán là một con mà hồi đó là con thường thôi, con công thành chiến. Bán là Chador 5 triệu. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì ngựa nó cũng gọi là người ta nhảy server S6 anh em. Những anh em băng thất rồi họ nhảy server S6 á. Nên là những cái con ngựa cộng 1, cộng 2 thì cũng là anh em đầu tư ép lên rất là vất vả anh em. Hồi đó họ mua 3-4 triệu một con anh em. Họ mua có thể 4-5 triệu một con, họ ép lên kháng tất cả thì nó xịt tè le bông bí luôn nè. Đó, mình thì mình may mắn là mình mua được con cộng 2 thì mình bây giờ thì chỉ cố gắng mà ép cộng 3, cộng 4, cộng 5 nữa là xong. Đó, ép cộng 3, cộng 4, cộng 5, 3 cái là xong. Đó, quá đẹp luôn. Rồi anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho video này một like chia sẻ để đầu tư con ngựa này nha anh em. Ồ, quá đẹp luôn anh em ơi. Cho anh em xem lại sẽ đồ mới anh em ơi. Nhiều anh em chắc xem trên kênh chắc chưa hiểu sẽ đồ mới Khải đâu. Đây. Đó, sẽ đồ mới toàn hoàn toàn anh em. Mới toàn hoàn toàn luôn cho anh em nha. Hiện tại bây giờ thì Khải đang có chón 80 nha anh em. Đó. Đó, thấy chưa? Chón 80 có sự khác biệt chưa? Rồi. Đó. Làm chậm 80. Đó, từ từ thiếu gia truyền. Chọn 80 làm chậm 80, chọn 80 làm chậm 80. Rồi, vũ khí mắt đam chưa? 191 sát thương, mắt chưa? Rồi, bao tay khăn lôi. Ngọc bòi khăn lôi, mắt pin hết chưa? Nói chung đồ Khải và mít pin hết rồi em ơi, mắt pin hết rồi. Đó. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ mạnh được sự đầu tư này nha mọi người ơi. Hiện tại Khải cấp 123. Hiện tại Khải cấp 123 là top 2 Thứ Yên nha mọi người. Đó. Vừa rồi Khải mua ạc này, Khải mới mua ạc này, Khải vinh tiền vạn anh em, up lên cấp 2, top 2 của Thứ Yên ấy. Là hiện tại Khải là hạng chắc 20 đó anh em, 20, 21, 22 rồi đó. Nhưng mà hiện tại nó chưa cập nhật anh em. Rồi, anh em xem rồi đừng quên cho một like cho xem mạnh này. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người.